Có một câu nói được lưu truyền ngàn đời nay: người builder trải qua đỉnh cao giới hạn của bản thân là người đã sở hữu một Gundam cận chiến cho riêng mình. Nhưng bấy lâu nay, top các Gundam cận chiến luôn là một ẩn số. Và ẩn số đó sẽ được giải đáp trong tập 1234. Và bây giờ đó hết tập 1, mời các bạn xem tiếp vào tuần sau. Hả? Cái kết gì lãng xì vậy ta? Về rồi không biết khi nào bác ba mình mới vô top được nữa. Ông coi chi ba mấy clip lá mơ lá mít đó vậy? Trong khi trên kênh mình mọi người suggest chủ đề Gundam cận chiến quá trời luôn. Hay là hôm nay tụi mình... À, đợi tới tập 1234 ra rồi mình trả lời comment cho mấy bạn biết. Trời đúng không? Trời, thông minh quá Phụng ơi. Ý tôi là tại sao tụi mình không làm một clip top Gundam ngầu nhất đến từ vị trí của nồi sắp đi. Đúng rồi, hay quá ha. Nghe top Gundam cận chiến thôi là đã ngứa tay quá rồi. Thôi, đợi cho gì nữa, bắt đầu luôn cho nóng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của nồi sắp, kênh chuyên về Gundam. Như các bạn đã thấy thì thời gian gần đây các video về top Gundam đã vắng mặt khá lâu trên channel của Nội Shop. Nên là hôm nay tụi mình quyết định sẽ mang chuyên mục này quay trở lại với video về top Gundam cận chiến bùng đùng. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Top Gundam cận chiến mà sao bắn nhau vào mầm ở đây vậy? Hôm bữa mình có làm một cái video về combat đó nên bị liệu xíu, xin lỗi đi. Nhưng mà khi nói đến Gundam cận chiến, không biết là Phụng sẽ nghĩ đến ứng viên đầu tiên sẽ dùng vũ khí gì đây nè. Thì tôi nghĩ đó là Chì á. Chúc mừng fan của Bách Ba nhưng mà sai rồi. Chào mừng đã đến với Bình Nguyên. À không, đến với Địa Ngục. Vũ khí đầu tiên chính là lưỡi hái tử thần. Với Binsai, một món vũ khí cận chiến uy lực dễ dàng gạt xuyên các lớp giáp và thậm chí là hoạt động được dưới nước, Gundam Desai đã gieo rắc nên không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng, khiến cho địch thủ của mình trải nghiệm được thế nào là tầng thứ 18 của Địa Ngục. Nhắc đến Gundam lưỡi hái tử thần, tuyệt tác của Professor G, ta sẽ liên tưởng ngay đến vị siêu anh hùng của thành phố Gotham trong vũ trụ DC. Vì sao ư? Vì vị sát thủ này sở hữu khả năng hoạt động một cách lén lút tuyệt vời, ẩn mình khỏi các radar và cảm biến hình ảnh thông qua cặp Hyper Jammer. Bạn tự tin sẽ nắm bao nhiêu phần thắng trong khi đối thủ của mình tàn hình? Làm gì có câu trả lời từ những kẻ bại trận? Hãy nhớ rằng, đừng dại mà chiến đấu sáp lá cà với Gundam Desai. Nhìn những người máy này mà xem, chỉ cần tiếp cận từ phía sau và một đòn dứt điểm bằng lưỡi hái, Gundam Desai có thể dễ dàng tiễn thẳng bọn chúng về tế đàn mà không cần dịch chuyển. Hơn thế nữa, dù đang trong tình huống chiến đấu bằng hỏa lực, Gundam Desai cũng không hề nằm ở thế hạ phong khi Buster Seal tích hợp với Beam Blade vừa công vừa thủ xuất kích, mạnh mẽ kẹp lấy kẻ thù ở tầm gần, tấn công được mục tiêu ở tầm xa. Tất cả những điều đó đã giúp cho Gundam Desai trở thành một vị sứ giả đến từ địa ngục, âm thầm hái đi linh hồn của kẻ thù. Nếu đã quá quen với việc lắp các mô hình vũ khí như là Beam Rifle, Beam Saber, thì Beam Sai của Gundam Desai chính xác sẽ là một sự lựa chọn mới lạ trong bộ sưu tập của bạn. Chưa gì thấy mới ứng cử viên đầu tiên thấy đẳng đẳng rồi ạ. Ủa sao mà đẳng? Thì cái mẫu Gundam Desai này nè, lớp giáp hợp kim Gundanium nhìn ngầu quá trời luôn nè. Ủa mà đang miêu tả ngầu lòi mà rút ra MSD nhìn cưng dữ vậy. Giờ Phụng muốn một con nhìn nó sáng sáng đúng không? Đúng rồi. Ta-da! Trời ơi, mắt của tôi chó quá, tôi không thấy gì nữa rồi. Lady and gentlemen, xin trân trọng giới thiệu bậc thầy cung phu của Human, Master Gundam. Nhắc đến kỳ khùng địch thủ của God Gundam thì Master Gundam nằm ở vị trí thứ hai sẽ không ai chủ nhật. Được cải tiến từ Colon Gundam, mô bộ suit này độc đáo ở điểm sở hữu riêng cho mình một thú cưỡi có tên là Fu Saiki, một mobile fighter dạng ngựa được điều khiển bởi chính con ngựa cùng tên của Master Asia. Về khả năng chiến đấu, Master Gundam sở hữu đầy đủ mọi yếu tố như một sư phụ thực thụ trong các phim kung fu. Cơ thể được làm bởi tế bào DG nên mobile suit này có thể tự hồi phục các cấu trúc khớp và bộ đẩy linh hoạt, có thể tái hiện lại chính xác kỹ thuật của Master Asia. Bên cạnh đó, hệ thống Mobile Jay System còn có thể tạo ra Master Claw, một món vũ khí độc đáo nhất, định hình như giải lụa, có thể sử dụng để chọi đối thủ hay là cắt chúng tựa như là Beam Saber. Tất nhiên, không thể thiếu những tuyệt kỹ khi chiến đấu như là Darkness Finger, Chokyu Haudenaden hay là Sekiha Tenkyoken. Nhưng chỉ xét riêng việc võ thuật của Master Asia có thể thi triển trên một cỗ máy thôi đã là quá bá đạo rồi. Vì Hyper Mode của Master Gundam rất đặc biệt nên Bandai không làm chúng ta thất vọng. Ở phiên bản Hyper Mode MG 1/100,
Trạng thái cực đại của Master Gundam được tái hiện hoàn toàn qua các lớp ngoài mạ vàng ánh kim, lấp lánh. Nếu đóng pack này mà là vàng thật thì đem bán cũng được kha khá đó nha. Đâu để tôi mượn thử coi. Đây. Ua chô cha, nhìn cái mẫu Gundam 24K lóe một bên mắt. Giờ giá mà có thêm một mẫu Gundam kỳ phùng địch thủ cũng 24K giống cái giày nữa. Lóe thêm con mắt còn lại nữa cho nó cân bằng thì đỡ hơn ha. Người ta kêu là người thành công có lối đi riêng, nhưng mà Phụng nhà mình chưa thành công mà cậu đã lối đi lắc léo vậy rồi. Nhưng mà có luôn nha. Ghê vậy, đâu? Đây. Sứ giả địa ngục đã góp mặt thì sự xuất hiện của ứng cử viên sáng chói đến từ bầu trời cũng hoàn toàn là điều hợp lý. Chúng ta hãy cùng chào đón một mobile suit tỏa sáng rực rỡ trong mảng cận chiến, một bản cân bằng hơn so với người tiền nhiệm, nhất là ở khả năng chuyển động, một thiên địch của Master Gundam, đó chính là God Gundam. Takunetsu Godfinger có thể tỏa sáng trên cả hai bàn tay, Sekiha Tekyoken nắm đấm tháo trời xanh, Ghost Blast Typhoon và đạn điện bóng tối thượng vương siêu cấp Chokyu Hyo Denaden. Tất cả đều là những tuyệt kỹ thần sầu mà Gundam này dành tặng riêng cho đối thủ của mình. Đã nhắc đến God Gundam, không thể không nhắc đến Hypermode, trạng thái khi sử dụng năng lượng tâm trí cùng với Pilot Domonkatsu. Đây chính là thứ đã khiến vị này trở thành một mobile suit mạnh nhất trong toàn bộ Gundam 5. Chỉ với một nhát chém thần God Blast, một Bushin no Jutsu phiên bản Gundam, bất cứ kẻ nào đứng trước mặt cũng sẽ trở thành quả cam bị Trần Quốc Cốt bóp nát, tự như là bóp nát Master Gundam của Master Asia. Có thể nói rằng nếu tổ chức đại hội võ lâm tìm Gundam mạnh nhất thì chắc chắn không thể thiếu God Gundam. Tôi thấy hai ứng cử viên trong series Mobile Fighter G Gundam này không cần phải tem chiến đâu, chỉ cần bật Hypermode lên thôi. Tại sao? Thì bật Hypermode lên, lè vô mắt đối thủ không thấy được, rồi chiến thắng trong tầm tay, rồi người lắp ráp lè cho người chơi khỏi thấy luôn, ha ha. Không bé ơi, không dễ ăn gì đâu. Muốn xuất hiện trong danh sách này á thì phải có võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, hoặc là vũ khí hiện đại hay series OK Google, không phải như cậu nói. Rồi, tôi biết một người mà vừa đáp ứng đủ nhu cầu mà bà nói luôn. Ai? Đây, bác ba của tôi. Rồi, tới luôn. Và để chốt sổ cho danh sách ngày hôm nay, không thể không nhắc đến ứng cử viên đến từ Thiết Huyết Cô Nhi, ASDG08, Gundam Babatot Lubutret. Dù là ở phiên bản nào, bác ba đều có những đặc điểm rất chiến, nhưng ở bản Lubutret này, sau khi bước ra từ xưởng mobile suit tại Saisai, Gundam Babatot đã có những bước cải tiến vượt bậc với cánh tay mở rộng thun dài như một loài thú săn mồi cỡ lớn và cấu trúc khung vũ khí được gia cố. Đây chính là điểm khiến cho Gundam Babatot trên chiến trường chẳng ngán bất kỳ ai. Gundam Babatot Lubutret được thiết kế tối ưu cho loại đánh cận chiến, từ những vũ khí mang đậm tính cơ học như là Ultra Last May, siêu to khổng lồ, Battle Ace, đến cặp vuốt Red Nail và thậm chí là chiếc đuôi Tailblade. Tất cả đều chỉ có một mục đích, xé vụn đối phương. Có một bí mật nhỏ nhỏ dành cho các bạn là từ Red trong tên của Gundam này cũng có nghĩa là vua trong tiếng Latin. Bởi vì thế, đứng trước một chiến vương quái thú, đồng loạt các đối thủ sẽ đều phải nghiêng mình. Trong các bóc mô hình Gundam, có thể thấy Bandai đã rất chăm chút vào vũ khí của chiến vương. Dù cho chỉ là phiên bản Babatot Lubut với cây mã tấu hàng nóng phiên bản SD, hay là nguyên cây thượng phương bảo trùy Ultra May của dòng Lubut Red, đều sẽ mang đến cho Builder một trải nghiệm chiêu sắc chiếu, cực nhiệm màu. Vậy cuối cùng thì tụi mình cũng mời được bác ba tham gia vào danh sách rồi đó. Hài lòng hơn fan hâm mộ cậu chưa? Ok ok, quá đẻ luôn. Nhưng mà mấy mẫu Gundam góp mặt trong danh sách này đều là cao thủ võ lâm. Đó giờ tôi đắp Gundam nhiều rồi. Nhưng mà vũ khí mà tôi tâm đắc nhất vẫn là cái chùy bốn cháu. Nhân vật mà tôi hâm mộ nhất vẫn là anh Ba Hân. Tôi hết nói đổ cái độ sim của bạn luôn á.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, sức mạnh tình bạn không, sức mạnh tinh thần của các Gundam vẫn là số 1 trong lòng tôi. Tại vì khi mà nói về cận chiến á, không chỉ nói về vũ khí hay chiêu thức mà nó còn nói về khả năng phán đoán nữa. Đã bá mà còn có chiếc tâm trí không chiếc tâm trí thuật á thì còn gì bằng nữa. Cũng đúng. Vậy là tôi quyết định mua em God Gundam này luôn, để tôi trở thành một trong những builder sở hữu nhiều em cận chiến on top nhất. Còn các bạn thì sao? Đây là kênh Nam Cận Chiến khiến các bạn tâm đắc nhất. Đừng quên comment trên The Shop nha. Và còn bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe cho channel của The Shop để đón xem những video tiếp theo nha. Tạm biệt.